Chào tất cả anh em nha, anh em tiếp tục ở cái video này thì bữa nay em có về được đâu 7 cái cùi dĩa quay thái 110, trong đó là có 3 cái cùi dĩa 2000 và 4 cùi dĩa 99. Thì anh em cũng biết rồi đó, nào giờ em bán là cùi dĩa dù anh em mua 99 hay 2000 gì em không cần biết, nhưng mà giá em bán vẫn vậy, 250 một cái, 99 2000 gì đó, anh em thích cái nào lấy cái nấy đó. Thì còn về cái vấn đề mà một cái cùi dĩa, ví dụ như em lấy cái này cùi dĩa quay thái 110 thì em nói với anh em rồi, ở trong này nó ký hiệu là KFLF đó. Mấy cùi dĩa này em vệ sinh sạch sẽ hết trơn, nói chung anh em về việc lắp thôi chứ không có làm gì nữa hết trơn á. Trong này nó ký hiệu KFLF nè, còn cái đời 99 hay 2000 gì á thì về mặt hình thức một cái cùi dĩa này thì nó xài chung, nhưng mà 99 á thì nó xài cái ống chỉ, nó xài cái ống chỉ đó, với lại cái con, cái cục con của nó thì cái lỗ bự hơn thôi, với lại một con tán, con tán của ống chỉ, thế thôi nha anh em đó. Còn về mặt mà hình thức thì nó giống hệt nhau, ở các video bán cùi dĩa có nói rồi. Còn 2000 thì nó xài canh trên canh dưới, thế thôi. Nói chung mấy cái bộ cùi dĩa này đều là hàng zin hết nha anh em, không có lai cục canh, không có lai gì hết trơn. Vậy anh em chỉ việc lắp vô là xài đó. Đó, ở đây em có 7 cái, 4 cái 99, 3 cái 2000. Anh em chọn cái nào chọn. 2B KFLF. Cái này em khỏi nhìn, em khỏi nhìn cái đát ở dưới em cũng biết. Đó, cái cùi dĩa ở dưới này nó có đóng cái đát nữa nè. Nè. Như cái này đời 2000 nè anh em thấy không? Đó. Đó, em khỏi nhìn cái đát dưới, em nhìn trên này là mình nhìn trên này là anh em mình đâu biết rồi, khỏi nhìn đát anh em, nhìn trên này thôi cái chữ thôi. Đó. Như anh em thấy cái chữ cái nét của nó nhạt không? Là đời 2000 anh em thấy không? KFLF chữ nét nhạc đời 2000. Còn như em ví dụ cái này đi, KFLF anh em chữ thấy cái chữ cái nét của nó bự không? Nó là đời 99. Thế là nó đơn giản thôi vậy đó anh em, chứ không có cái gì mà phải ấy đâu. 99 là anh em thấy không? Đó. Nét bự nè, nó. Rồi. Nói chung á, cái vấn đề mà ốc cùi dĩa thì em cũng có nói rồi. Ốc cùi dĩa quay 110 tất cả đều xài ốc có chữ S cho nghe anh em nè. Anh em thấy cái chữ S không? Đó. Nè, ốc có chữ S nè, thấy không? Đó. Nói chung ốc cũng vậy, ở đây không có lai liếc gì hết trơn á. Bạc đạn là em kiểm tra rồi nghe anh em, không có bị lỏng lưng bạc đạn chân mấy cùi dĩa này nha. Đó. Tại vì mình bán cái cùi dĩa về cho anh em, chủ yếu anh em cần một cái cùi dĩa đi cho nó chuẩn để khỏi bị mang bệnh tức, cái bệnh mà nhảy sên, nhảy sên chị hoài chị cũng hết đó anh em. Đó, bởi vì sao mà người ta quay Trung Quốc mà người ta thích vô những cái cùi dĩa zin đi cho nó chuẩn. Đó. Người ta dọn Trung Quốc đó, em nói với anh em đó. Anh em từ alpha anh em lên 110 anh em chưa, anh em nói tốn tiền thôi, tốn tiền là một chuyện nhưng mà nó im không là một chuyện nữa nghe anh em. Em nói với anh em chưa cực bằng là Trung Quốc mà anh em dọn đâu, anh em dọn Trung Quốc là anh em mới khủng, em nói thật. Trung Quốc là em nói với anh em như dục bỏ hết đó. Anh em chỉ lấy cái sườn như cái lốc số rồi đó. Đó, dàn chân mà anh không cứng sao anh em chạy, dàn chân là phải cứng, phải vô gấp đồ gấp đó, từ cùi dĩa con tán đồ bên trong luôn đó anh em. Đó, như một cái gì đó, tất cả đây đều đúng 110 hết nghe anh em, KFLF rồi thấy không, em đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài hết trơn, không có cái nào bị lỏng lưng mặt đạn gì hết trơn, về anh em chỉ lắp lụm thôi, rửa sạch sẽ hết trơn, ủ miếng 3M vô để cho cái màu đẹp đẹp chơi. 2000 nữa nè, đó, chữ mỏng đó, về anh em lắp lên là lụm thôi. Một cái giá cũ 250 ngàn, phí anh em tự lo, anh em nào mến thú em đó, đời 99 nè, KFLF nè, 1A nè, ốc tán đầy đủ, em giao cho anh em là em gắn vô đầy đủ nha. Ví dụ như anh em lấy cùi dĩa 99 là nó gồm một cái ống chỉ, một cái con lỗ lớn với một cái con tán ở bên ống chỉ nữa, nó là đi theo cùi dĩa. Còn thí dụ như anh em lấy cùi dĩa 2000 thì em lấy một cái con lơ, một con trên với một con dưới của cùi dĩa 2000 đưa cho anh em gắn vô cùi dĩa là xong đó. Còn về mặt hình thức cùi dĩa 99 với cùi dĩa 2000 y như nhau, anh em không khác gì hết trơn nha. KFLF nào thấy không đó. Nói chung cùi dĩa em về nhiêu là em đăng lên là bay hết nhiêu rồi anh em ơi. Mấy mặt hàng bán thì nó chạy, anh em dọn xe nó thích đi nó chuẩn sên, khỏi mang bệnh tức, cái bệnh nhảy sên chị hoài chị cũng hết nha anh em.
tưởng đầu nhông sinh dĩa nó hư, thay nhông sinh dĩa cuối cùng bị nữa, tức không đó. Một cái dù 99 hay 2.000 là 250.000 một cái nha anh em đó, anh em nào mến thú của em chào anh em nha. 99 2.000 thì 99 đợt này về được 4 cái, 2.000 về được 3 cái đó. Rồi chào anh em 250.000 cái, vệ sinh tới từng ngóc ngách cho anh em luôn, ngồi móc chết. Chào anh em nha, chúc anh em cuối tuần sức khỏe nha anh em.